và tôi xô ba của tôi ngã ra giữa nhà. Và lúc đó ba tôi bất lực, và ba tôi chỉ có nhìn lên trời và thét là: "Chúa ơi, xin cứu lấy nó." Tôi tên là Đặng Cơ Nghiệp, năm nay tôi 38 tuổi. Gia đình tôi thì ba đời đã là tin Chúa rồi. Khi mà tôi bước qua học cấp 2 thì một cái biến cố đó là mẹ của tôi qua đời. Tôi sống trong cái sự thiếu sự chăm sóc của gia đình và quan tâm. Cho nên đến năm lớp 9 là năm 1997 thì tôi bắt đầu bước vào con đường nghiện hút ma túy cùng với bạn bè. Và khi mà gia đình không đủ tiền để mà chu cấp nữa thì lúc đó tôi mới đi ra đường và tôi mua ma túy về để tôi bán, và tôi lấy cái số lãi đó để mà tôi sử dụng. Khi mà tôi không có cái điều kiện để mà mình làm ra kiếm ra tiền để mà mình sử dụng ma túy nữa, thì lúc đó tôi mới đi cướp giật. Anh chị em và ba của tôi rất là muốn tôi từ bỏ. Họ rất là nhiều lần để mà họ họ giúp đỡ tôi. Nhưng mà khi mà mỗi lần tôi đi xa khoảng chừng tầm 10 ngày hoặc nửa tháng thì tôi lại về và tôi tiếp tục tái nghiện cùng với những cái người bạn bè cũ. Và sau một thời gian bởi cái sự khích lệ của gia đình thì tôi cũng đã từ bỏ được ma túy, nhưng mà bởi trong cái đời sống hàng ngày của tôi á, thì tôi thật sự không có biết lấy một cái điều gì để mà làm đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của mình trong cuộc sống. Và tôi đã quay qua tôi uống rượu. Và đến 12 giờ đêm thì tôi lại đi ghé các quán bar, đến 3 giờ sáng tôi về. Thì tính ra một ngày tôi ngủ khoảng chừng tầm 4 tiếng đồng hồ. Và trong suốt 6 năm như vậy, thần kinh của tôi nó loạn lên. Đôi khi tôi lấy dao, tôi đuổi hết tất cả anh chị em của tôi ra khỏi nhà. Cái điều mà tôi hối tiếc nhất đó là bởi vì tôi chưa biết đến Chúa Giêsu một cách thật sự. Mặc dù tôi được sinh ra trong gia đình đã có Chúa và tin Chúa. Sau khi tôi được một người chị đi truyền giáo và chị có ghé qua nhà tôi, thì sau những cái lần ghé đó thì chị nói là chị có quen biết với lại một người, người này đã từng nghiện 16 năm, đi tù 14 lần, nhưng mà anh ta nay được Chúa giải cứu. Nếu mà em đồng ý thì em có thể sắp xếp đồ đạc trong 3 ngày, chị sẽ đưa em ra ngoài đó để học lời Chúa và cuộc đời của em được thay đổi. Trong cái thời gian đầu thì rõ ràng rằng tôi rất là cứng lòng, bởi vì thường thường đối với tôi, cái gì mà mắt tôi thấy, tai tôi nghe và tay tôi rờ tới thì tôi mới tin. Có một điều lạ lùng là khi cái thời gian mà tôi được ở trung tâm, tôi học lời Chúa và tôi trau dồi như vậy, thì rõ ràng rằng khi mà tôi đọc lời Chúa mỗi ngày rất là nhiều, thì tự nhiên môi miệng của tôi không còn chửi thề nữa. Nếu như đúng ngày xưa thì một câu nói của tôi thì có một câu chửi thề đệm theo. Và từ đó, và những cái vấn đề thuốc lá hay là thèm rượu bia, chửi thề nó đều tự nhiên nó không còn trên đời sống của tôi nữa. Và từ đó tôi cảm thấy rõ ràng rằng có một Đức Chúa Trời và đã thay đổi cuộc đời của tôi như vậy. Đối với gia đình của tôi thì khi mà họ gặp tôi thì họ cũng không có thiện cảm gì. Nhưng đến khi mà cái ngày mà tôi được Chúa thay đổi đó, Chúa cho cái mối quan hệ giữa cha con, giữa anh chị em bắt đầu nó hàn gắn lại một cách rất là tuyệt vời mà tôi không thể nào tôi tưởng tượng được. Thật ra cái sự thay đổi này là nó là một cái quá trình. Cái đầu tiên khi mà tôi chia sẻ, tôi được thay đổi và thay đổi về suy nghĩ và lời nói và hành động của mình. Nhưng mà để cho đến đến ngày hôm nay thì rõ ràng rằng tôi đã được sự quan tâm chăm sóc của rất là nhiều anh em ở tại nơi đây. Và một khoảng thời gian sau tôi mới biết được cái động cơ đó là bởi vì họ cũng đã từng được yêu thương như vậy. Và thật sự họ đã bởi cái tình yêu thương đó mà họ có thể mới giúp tôi được đến ngày hôm nay. Còn nếu không thì họ không thể nào họ giúp được. Và tôi cảm thấy đó là một tình yêu thương thật chứ không phải là tình yêu thương giả. Cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay thì Chúa Ngài không những Ngài cứu tôi, nhưng mà Ngài còn dùng cuộc đời của tôi. Hiện tại thì ngày hôm nay tôi là cũng là một nhân sự, cũng là một trợ lý cho mục sư, và tôi đang hầu việc Chúa bên mảng Aquila Church, là hội thánh Aquila. Tôi có một cái sự kết ước với Chúa đó là Chúa Ngài đã yêu thương, Ngài đã cứu cuộc đời của mình như thế nào thì tôi cũng sẽ làm lại đúng cái công việc đó để mà giúp đỡ là những anh chị em khác có hoàn cảnh giống như mình vậy. Có một điều tôi muốn nhắn nhủ đối với những anh chị em đang còn nghiện ngập bên ngoài xã hội. Thưa anh chị em, trước đây tôi cũng là người nghiện. Ngày hôm nay tôi không còn chửi thề, nói bậy, tôi không còn làm những việc xấu. Cho nên một lời mà tôi muốn đem đến với anh chị em rằng hãy đến với Chúa Giêsu khi các bạn cùng đường và không còn lối thoát nữa, thì chính Chúa Giêsu Ngài sẽ là đấng thay đổi và biến đổi cuộc đời của anh chị em để mà anh chị em có một tương lai tốt hơn.